bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại đền Du Yến thuộc xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem một vòng quanh đền Du Yến. Theo Ngọc Phả truyền lại, xưa kia ở vùng Thao Giang tại Trang Bổng Châu, nay thuộc Tiên Châu, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, có một gia đình họ Nguyễn sống hiền từ phúc hậu và chịu khó làm ăn, nên có uy tín lớn trong vùng. Nhờ phúc trời cho phù hộ, bà đã sinh hạ được một người con gái đặt tên là Hạnh Nương. Ngay từ nhỏ, Hạnh Nương luôn được cha mẹ chăm sóc chu đáo, nuôi dạy nên người. Lớn lên, bà là một người con gái cực kỳ thông minh, nhan sắc tuyệt vời. Tính tình hiền dịu nết na, ham học văn chương, say mê võ nghệ, có tài cầm quân đánh giặc. Vào năm Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, thấy Hạnh Nương thông minh, tài sắc, văn võ song toàn, lại cầm quân đánh đâu thắng đấy, nên Hai Bà Trưng đã tặng phong cho bà là Ngọc Loan công chúa và phong chức là trưởng lĩnh tiền quân. Sau khi đánh tan giặc Tô Định, nữ tướng Nguyễn Thị Hạnh trở về thăm quê hương. Chính tại nơi đây, bà đã mở yến tiệc khao quân ban thưởng cho dân làng. Hội mừng công được mở trên một mỏm đất hình con hổ trắng đang nằm uống nước bên bờ sông Thao. Nơi đây về sau dân làng lập đền thờ gọi là Hành Cung Du Yến, ngày nay gọi là đền Du Yến. Lễ hội đền Du Yến được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm, là dịp để phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân công đức tổ tiên, các bậc tiền bối đã có công dựng và giữ nước.